Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến khẳng định Hoa Kỳ không ngầm muốn thay đổi ý thức hệ trong lòng Việt Nam, một trong những yếu tố được xem là thách thức lớn nhất cho quan hệ song phương kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ đánh dấu 40 năm khép lại cuộc chiến Việt Nam, cựu đại sứ Peter Peterson, từng là một tù binh chiến tranh Việt Nam, khẳng định trở ngại lớn nhất trong bang giao giữa Washington với Hà Nội hiện nay là nhân quyền Việt Nam, vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua. Để Việt Mỹ từ mối quan hệ đối tác toàn diện tiến tới quan hệ đối tác chiến lược, nhân quyền Việt Nam sẽ là vấn đề chính phải thảo luận và phải tìm ra giải pháp. Theo tôi, việc này đòi hỏi phía Việt Nam phải có một số thay đổi về chính sách quốc gia. Có các vấn đề có lợi cho Việt Nam liên quan tới hợp tác quân sự giữa bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm về châu Á. Nghĩa là phía trước cần có những sự nhượng bộ và trao đổi cho một tình huống được tất không mất gì. Giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm hai thập niên bình thường hóa quan hệ, vị sứ giả có công hàn gắn bang giao hai nước cựu thù cũng dự đoán rằng trong 20 năm kế tiếp, chắc chắn Việt-Mỹ sẽ trở thành đồng minh mạnh mẽ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, đại sứ Peterson cho biết ông chưa nhìn thấy triển vọng về mối quan hệ đồng minh quân sự giữa hai nước. Về mối quan hệ Việt-Mỹ-Trung và vấn đề Biển Đông, ông nói Hoa Kỳ sẽ không cố gắng áp lực Việt Nam đứng về bên nào, mà hoàn toàn tùy thuộc vào quan điểm của phía Việt Nam và quyết định của Hà Nội muốn thăng tiến quan hệ với Mỹ tới mức nào về mặt quân sự. Đại sứ Peterson nhấn mạnh Mỹ muốn là đối tác giúp Việt Nam thành công. Đối thoại tiếp diễn giữa đôi bên sẽ đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và không có vấn đề đặc biệt nào cần phải giải quyết ngoại trừ vấn đề nhân quyền Việt Nam. Vì đây, vẫn theo lời ông, là vấn đề nhạy cảm tại Mỹ. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Peterson có trên voa tiếng Việt.com.